Mình là Bùi Thị Quý, thân ái chào quý vị và các bạn. Hôm nay cuối tuần, thân mời quý vị và các bạn cùng mình đi dạo phố đi bộ ở Hà Nội nhé. Thân chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần thật hạnh phúc, an vui và cát tường như ý nhé.